chào quý vị và các bạn. Thông tin thời tiết đáng chú ý nhất trong hôm nay và những ngày tới là tình hình rét đậm ở các tỉnh miền Bắc và mưa lớn ở miền Trung. Cụ thể, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta, kéo theo mưa và nhiệt độ giảm dần ở một số nơi vùng núi. Từ chiều tối nay, mức nhiệt sẽ giảm nhanh. Dự báo từ đêm nay đến 28 tháng 12, ở Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Với thủ đô Hà Nội, sáng nay là khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày. Từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Đêm nay và ngày mai sẽ là thời điểm rét nhất của đợt rét này với mức nhiệt độ cao nhất chỉ 18 độ, thấp nhất 11 độ. Chiều tối nay, nếu quý vị có việc phải ra ngoài thì nên lưu ý mang theo áo mưa, mặc dù lượng mưa không nhiều. Tuy nhiên, bị mưa ướt, dễ ngấm lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình. Đối với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai 27 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định, Phú Yên, lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nằm trong xu thế mưa dông mạnh của khu vực nên hôm nay, thành phố biển Đà Nẵng phổ biến có mưa cả ngày với lượng mưa đạt mưa vừa mưa to. Khả năng ngập úng có thể xảy ra ở một số tuyến phố trũng thấp nên quý vị cần chú ý đề phòng. Mưa nhiều nên biên độ nhiệt hôm nay tại thành phố không chênh nhau mấy, chỉ từ 21 cho tới 23 độ, trời lạnh. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước là các tỉnh phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh. Trời phổ biến nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều nay đạt mức 31 độ, về đêm mức nhiệt giảm về 22 đến 23 độ. Trời se lạnh. Kèm lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.